chào các bạn, mình đang có mặt tại Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc đầu karaoke của Hanes với cái mà sản phẩm là Place One. Thì đây là cái dòng đầu karaoke mới nhất mà Hanes đã tung ra thị trường vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua các bạn về cái dòng sản phẩm đầu karaoke Hanes Place One này. Thì như bạn thấy cái chiếc Hanes Place One cầm trên tay mình rất là gọn gàng. Bao bọc bên ngoài của nó là một cái lớp vỏ bằng nhựa, tuy nhiên nó rất là dễ bám vân tay. Mặt trước của Hanes Place One rất là đơn giản. Ở khu vực bên tay trái là nơi bố trí cái logo của Hanes. Và cái logo này có thể phát ra ánh sáng màu xanh dương rất là đẹp khi cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này nó hoạt động. Và cái tên là Place One ở khu vực bên tay phải là tên của cái dòng sản phẩm đầu karaoke mới nhất của Hanes. Ở hai cạnh bên của Hanes Place One không có gì đặc biệt, nó không được bố trí những cái khe tản nhiệt cũng như là không được bố trí thêm những cái cổng kết nối nào khác, chẳng hạn như USB này nọ đó. Và ở mặt sau như thường lệ là nơi bố trí những cổng kết nối chính cho cái thiết bị. Mình sẽ đi từ bên phải qua. Đầu tiên chúng ta có một cái cổng nguồn DC in ở đây để cắm dây nguồn và cấp nguồn cho cái chiếc Hanes Place One này hoạt động, một cái công tắc power nguồn này để đảm bảo cái sự hoạt động ổn định cũng như là đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi cấp nguồn đó. Tiếp theo chúng ta có hai cổng USB 2.0 để giúp cho Hanes Place One có thể kết nối thêm với những cái thiết bị lưu trữ gắn ngoài khác, chẳng hạn như ổ cứng đó hay USB. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái nút recovery ở bên trong, một cái cổng mini micro USB, một cổng HDMI để xuất tín hiệu hình ảnh HD, Full HD, một cổng optical để xuất tín hiệu âm thanh 5.1 trải nghiệm xem phim, một cái cổng mạng LAN để hỗ trợ kết nối internet có dây, một cái nút chấm điểm score hay là những cái cổng AV ở đây, tem tag của sản phẩm đó. Mặt trên của Hanes Place One cũng không có gì nổi bật ngoại trừ những cái hàng tính năng được dán ra ở đây do còn tem tag cho nên mình chưa gỡ ra, và một cái logo của Hanes ở phần trung tâm. Thì cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One là một cái chiếc đầu karaoke hết sức đặc biệt, bởi vì đây là cái chiếc đầu karaoke đầu tiên có thể chọn bài hát bằng cái giọng nói. Thì mình thấy là cái tính năng voice control đây, thì cái tính năng voice control hay là tính năng chọn bài hát bằng giọng nói này trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One thì mình sẽ gửi đến các bạn trong cái video clip lần sau đó. Thì mình xin đi tiếp. Ở mặt dưới của cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One thì nó có những cái chân chống trượt dạng cung như thế này, dạng cung vuông như thế này, và những cái khe để tạo sự thông thoáng cho những cái thành phần linh kiện bên trong được hoạt động mát mẻ hơn khi cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này được sử dụng đó. Thì mình không tìm thấy cái khay để tháo lắp cái ổ cứng, do đó mình nghĩ là cái ổ cứng trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này nó được build bên trong, nghĩa là bạn không thể tháo ra, bởi vì hầu hết trên những dòng đầu karaoke của Hanes thì việc cập nhật nhạc được thực hiện qua cái giao thức là online, cho nên bạn không cần phải tháo lắp cái ổ cứng ra làm gì cho mệt. Đó, thì khi bạn mua một cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này thì bạn sẽ còn kèm theo một cái ổ cứng với cái dung lượng là 1T, và cái dung lượng này có thể nâng cấp lên đến 4T đó. Thì bây giờ mình xin nói sơ qua về một vài những cái thông số kỹ thuật trên cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One. Thì cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One tuy là một dòng sản phẩm mới, tuy nhiên có một điều khá đáng tiếc là nó hoạt động trên cái hệ điều hành Android 4.4, không được 5 chấm, rất là tiếc. Có bộ xử lý là quad core 4 nhân, RAM 1GB cũng như là 8GB bộ nhớ trong. Rồi, khi mua một cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One, ngoài cái chiếc đầu karaoke và cái ổ cứng 1T được bên trong thì bạn còn nhận được thêm những cái thành phần phụ kiện đi kèm như sau. Đầu tiên chúng ta có một cái adapter nguồn dạng 2 khúc để cấp nguồn cho cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này có thể hoạt động. Tiếp theo chúng ta có một cái sợi dây cáp AV cũng như là một sợi dây cáp HDMI được thiết kế khá là chất lượng với độ hoàn thiện khá là tốt, mình rất là thích. Mình cũng chưa sử dụng nó bao giờ. Và một cái chiếc remote cũng khá đặc biệt, bởi vì đây là cái chiếc remote để hỗ trợ cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One có thể chọn bài bằng giọng nói. Mà mình không hiểu là khi mất cái chiếc remote này thì cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One này nó có thể hoạt động cũng như là chọn bài được hay không nữa. Thì cái này mình sẽ review các bạn sau. Đó. Rồi, thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc đầu karaoke Hanes Place One thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida thông qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến trực tiếp Vida tại hai địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, để có được những trải nghiệm trực tiếp trên chiếc đầu karaoke Hanes Place One này, cũng như là được các nhân viên tư vấn của Vida tư vấn một cách tận tình nhất. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau. Chào các bạn.